Hello, xin chào Bảo. Hôm nay mình sẽ khui một kiện hàng mà mình mới đặt hàng quốc tế nha. Cái này nó không phải là một kiện hàng bom shopping đâu nha mọi người. Đây là kiện hàng mình bỏ tiền ra mình mua. Để về unboxing cho mọi người cùng xem. Thì chủ yếu là mình mua sticker và những cái bộ đồ búp bê. Làm là chủ yếu thôi. Mọi người cứ cho xem, cứ xem đi rồi sẽ biết. Đây, chủ yếu là đây, sticker Pokemon mọi người thấy xem nào. Mình có một hai bộ sticker bút dạ, sticker Cinemaro. Rồi đến bút dạ. Nói chung số này là tương đối là rẻ luôn. Và mình áp cho các kiểu mà còn được free ship nữa. Nên kiện nào của mình mua dưới khoảng 180 mấy cần. Nó khá là ổn. Mà được tầm khoảng 21 món. Đấy. Nên cái sticker này rất là xịn sò. Nên đâm ra mọi người thấy đẹp thì mọi người cho mình một cái like nha. Đây là những đồ mình mua để mình làm về làm video cho mọi người cùng xem. Mọi người thấy không? Đây là Rubik nhưng mà có copy. Trông cũng hay hay nên mình cũng mua luôn. Đó. Đa phần là sticker này nhiều thôi. Tại vì mình thấy số này bán sticker tương đối là rẻ. Mọi người thấy sticker cũng đẹp, mình sẽ chọn một số cái mà thôi. Đây là Lego, nó là một cái chút chì. Đó, mọi người sẽ lắp ráp sao có một cái lỗ cắm cái chút chì. Khá là hay, nên mình cũng tranh thủ mình mua. Rồi để sau này mình có dùng đến thì sao? Rồi tiếp theo, đó là một cái... À, quên, mình cũng mua hai bộ để cho có tiện thì mình mua thôi mà. Đây là hộp gôm này quá. Khá là trên ở trên trên Shopee nên mình mua thử. Còn đây là hai bộ này nó là sticker nhưng mà được dùng để dán làm móc khóa nên mọi người mình thấy khá là thú vị nên mua về làm thử. Còn đây là sổ đề can để mình dán cho bé. Đó, mọi người thấy hay thì cho mình một like nha.